Tyson Fury cần đấu ba đối thủ nữa để có thể đập nát Anthony Joshua. Theo ông bầu Frank Warren, khán giả sẽ không phải chờ đợi quá lâu mà chỉ cần 3 trận nữa là đủ để Tyson Fury khiêu chiến với Anthony Joshua. Bị tước danh hiệu do sử dụng chất kích thích và cocaine từ năm 2016, Tyson Fury đã có đến gần 3 năm vòng bóng trên võ đài kể từ khi đánh bại Vladimir Klitschko vào tháng 11 năm 2015. Sau những năm chìm trong rượu và ma túy, Fury bắt đầu tu trình từ cuối năm 2017. Trận thắng khá dễ dàng trước Sefer Seferi cuối tuần trước có thể coi là một bước khởi đầu để nhà cựu vô địch dọn đường để trở lại top đầu của hạng Heavyweight. Chỉ trong vòng vài tháng, Fury đã rút đi gần 50kg để tìm lại thể hình trên sàn đấu. Cậu ấy khát khao được đối mặt với những chàng to con của hạng nặng, ông bầu Frank Warren cho biết. Trận đấu với Sefer Seferi là trận đấu đã cho thấy sức mạnh và sự sắc bén của Fury. So sánh với một Fury đã đánh bại Vladimir Klitschko vào năm 2015, tôi tin rằng sẽ không mất bao nhiêu thời gian để cậu ấy trở lại tốt đầu của hạng nặng. Tất nhiên, mục tiêu hàng đầu của Tyson Fury là Anthony Joshua. Trong khi Tyson Fury vật lộn với trầm cảm, Anthony Joshua trở thành cái tên hàng đầu của giới boxing Vương quốc Anh với những màn chinh phục ấn tượng trước Dylan White, đai hạng nặng Anh Charles Martin, đài IBF, Vladimir Kilitsko, đài WBA, IBO và Joseph Parker, đài WBO. Tạm thời thì chưa có, chúng tôi vẫn cần trận đấu, vài bước chân vững vàng để đưa Fury trở lại đúng phong độ, Frank Warren nói. Nhưng chừng nào mà Fury vẫn còn một màn trình diễn tuyệt hảo trên sàn đấu, tôi không nghĩ chúng ta sẽ phải chờ lâu để thấy trận Tyson Fury đấu Anthony Joshua. Có lẽ chỉ cần 3 trận nữa là đủ Bản thân Anthony Joshua và ông bầu Eddie Hearn cũng không phản cảm với trận đấu này Eddie Hearn từng phát biểu rằng Ông kỳ vọng trận đấu giữa Tyson Fury và Anthony Joshua Hai cá tính khác biệt, hai phong cách thi đấu khác biệt Hai tay đấm bất bại, hai nhà vô địch đã từng thống nhất đai Chắc chắn sẽ làm lên một trận đấu lịch sử Frank Warren tin rằng Tyson Fury chỉ cần 3 trận đấu nữa để sẵn sàng tượng đài với Anthony Joshua Joshua cần phải đánh bại Tyson Fury trước khi tự gọi cậu ta là nhà vô địch thế giới, Frank Warren nhận định. Joshua có thể đang sở hữu những chiếc đai WBA, IBF, IBO, WBO cũ của Fury, nhưng cậu ta nên nhớ rằng Fury chưa từng mất đai trên sàn đấu và Fury đang trở lại để giành lại chúng. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Kết quả cực sốc trận Tyson Fury và Sefer Seferi, quái vật trở lại. Dù phải đối đầu với đối thủ cực mạnh người Albania, Sefer Seferi, người đang có 23 trên 25 trận thắng trong sự nghiệp, nhưng cựu vương quyền anh hạng nặng thế giới Tyson Fury vẫn tự tin nhập cuộc và thi đấu lần lướt trước đối thủ. Kết quả trận đấu được ấn định vào hiệp thứ tư khi Fury tăng tốc mạnh liệt với những đòn đấm dồn dập được ngôi sao lắm tài nhiều tật này tung ra liên tiếp về phía Sefuri. Kết thúc trận đấu, trọng tài chính đã tuyên bố chấm dứt trận đấu sớm khi nhận thấy võ sĩ người Albania đã không còn khả năng chống đỡ. Nhà cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới Tyson Fury đã đánh dấu sự trở lại võ đài không thể ngọt ngào hơn sau 32 tháng rời xa võ đài vì doping và án cấm thi đấu. Tyson Fury thi đấu trên sân nhà đối đầu với đối thủ không hề dễ chơi chính là Sefer Seferi. Sau tận 924 ngày kể từ trận đấu quyền anh chuyên nghiệp gần đây nhất đầy tiếng vang, khi hạ vục tiến sĩ bùa thép, nhà vô địch hiện tại Vladimir Kilitsko ở Dusseldorf Đức và cướp lấy của Vladimir Kilitsko ba đai vô địch hạng nặng thế giới WBA, IBF và IBO, Tyson Fury mới thượng lại trở lại vào trận đấu ngày hôm qua. Safari có chiều cao 1m88, sải tay 1m91 và đã thắng 23 trên 25 trận thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng điều đó chẳng là gì khi đối đầu với Tyson Fury, cựu vương quyền Anh thế giới cao đến 2m06 và có tầm đấm vươn tới mốc 2m16. Ở hai hiệp đấu đầu tiên, Fury chủ động chơi thăm dò Safari và trận đấu diễn ra theo thế trận khá cân bằng. Trong hiệp đấu thứ ba, The Des đã cố gắng tấn công nhưng chiều cao và sải tay bất lận hơn đã khiến tay đấm người Albania không thể tiếp cận gã khổng lồ người Anh và những đòn đánh kém hiệu quả. Sang hiệp đấu thứ tư, Tyson Fury tăng tốc mãnh liệt với những cú đấm dồn dập, được gã điên tung ra liên tiếp về phía Seferi. Kết thúc trận đấu, trọng tài chính đã tuyên bố chấm dứt trận đấu sớm khi nhận thấy võ sĩ người Albania đã không còn khả năng chống đỡ. Tyson Fury đã giành chiến thắng sau 4 hiệp đấu trước Sefer Seferi để nối dài mạch bất bại kể từ khi thượng đài chuyên nghiệp lên con số 26 trận toàn thắng. Tài đấm người Anh cũng đã chia sẻ rằng Anh sẽ có trận đấu tiếp theo vào ngày 18 tháng 8 ở Belfast, Bắc Ireland. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua và Tyson Fury sẽ là trận đấu quyền Anh đỉnh nhất trong lịch sử. Đó là lời khẳng định của ông bầu Eddie Heer khi nhận xét về khả năng Anthony Joshua đối đầu với Tyson Fury trong năm 2018. Trận Joshua và Winder rất hấp dẫn, nhưng không thể so sánh với trận Joshua gặp Fury. Heer nói trên Skypod, chúng ta sẽ có gì ở trận Joshua với Fury? Hai cá tính khác biệt, hai phong cách thi đấu khác biệt, hai tay đấm bất bại, hai nhà vô địch đã từng thống nhất đai, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa? nhưng Fury cần tập luyện trở lại thay vì chỉ chém gió trên mạng. Anh ta cần chứng minh là mình nghiêm túc với việc quay trở lại sàn đấu trước đã. Vừa mới thống nhất bốn đai vô địch quyền anh hạng nặng trước Joseph Parker vào ngày 31 tháng 3, Anthony Joshua vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Joshua từng cho biết anh muốn thống nhất đai trong năm 2018 với Winder, nhưng cũng không ngoại trừ một trận đấu với Tyson Fury. Với chiến thắng trước Parker, Anthony Joshua là võ sĩ hạng nặng người Anh thứ ba trong lịch sử, sở hữu từ ba đai vô địch trở lên cùng lúc. Sau Tyson Fury giận dữ và Lennox Lewis kiêu mãnh một thời, nhưng quyền vương của lục địa Âu Á và Châu Đại Dương vẫn chưa thể thỏa mãn. Anh vẫn còn nhiều mục tiêu để chinh phạt, nhiều đối thủ cần phải đánh bại để thống nhất giang hồ. Theo nguyên tắc, <laughs> theo nguyên tắc, anh phải đấu với Alexander Povetkin, võ sĩ người Nga sau khi đấm vục David Brin ở hiệp đấu thứ năm trong trận đấu phụ của sự kiện Anthony Joshua thượng đài, đã trở thành kẻ thách thức số 1 của Anthony Joshua ở tổ chức WBO. Anh cũng muốn đấu với Fury, võ sĩ đồng hương bất khả chiến bại khác. Anh còn rất muốn đấu với Winder cuồng nộ để giành chiếc đai cuối cùng mà anh còn thiếu, đai hạng nặng của WBC tôi muốn Winder hoặc là Fury, ai cũng được. Nhưng tôi không thích đấu ở Mỹ. Trong tất cả những năm vừa qua, chúng ta luôn bay sang Mỹ như là đích đến cuối cùng. Mọi người đã chi tiền bạc và theo dõi các tay đấm người Anh từ đó. Nhưng chúng ta có thể làm điều đó ở đây, ngay tại Anh Quốc. Chúng ta vẫn có thể thượng đài ở đây, ở London, ở Capris. Chúng ta sẽ trụ lại ở đây. Hãy đến đây, Winder, cư ngà hãy đến đây. Anthony Joshua cho biết sau trận đấu thu hút 78.000 khán giả vẫn ít hơn khoảng 12.000 so với trận đấu cao trào với võ sĩ người Ukraine Vladimir Kilitsko hồi cuối năm ngoái. Winder cuồng nộ và Tyson giận dữ, hai đối thủ trọng yếu của Anthony Joshua trong tương lai sắp tới đều có những phản ứng sau chiến thắng thứ 21 của Hoàng tử làng quyền Anh Anh Quốc. Winder cho biết, Ồ, nếu anh ta muốn vậy thì hãy giúp tiến để trận đấu diễn ra, người của tôi đang chờ đợi điều này. Chúng ta đang ở trên cùng một sàn đấu. Anh chưa bao giờ nghe tôi nói bất cứ điều gì và đội của tôi nói bất cứ điều gì hết. Chúng tôi có cùng quan điểm. Ngược lại, anh và Eddie Hurst lại không đồng nhất với nhau. Người này nói điều này trong khi người kia lại nói điều khác. Hãy xúc tiến để trận đấu này diễn ra. Họ đang gọi tên tôi sao? Vậy thì hãy để nó diễn ra. Anthony Joshua, anh nên thú nhận. Anh đã bảo chữa để cải tà quy chính lần thứ năm khi họ hỏi về tôi. Đã rất lâu rồi, tôi đã phải đợi chờ điều này từ rất lâu rồi. Thời điểm này rồi cũng diễn ra, anh nói anh muốn tôi sao, vậy thì hãy xúc tiến điều đó thôi. Tôi không thể chờ đợi được nữa, Window hùng hộ nói. Trong khi đó Tyson Fury cũng cho biết, chỉ có thể có một quyền vương, tôi là quyền vương đích thực, và tôi nghĩ mọi người đã chứng kiến sự thật sau trận đầu tối nay. Anthony Joshua chẳng phải ngôi sao gì cả, tôi mới chính là người đó, tôi mới chính là ngôi sao anthony joshua thậm chí còn chẳng xứng đáng là võ sĩ đấu tập của tôi nữa tôi sẽ đập cho anh ta lên bờ xuống ruộng khi quay trở lại với sàn đài